Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ tiếp tục với đại chúng một cái thí dụ nữa mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng ta để vượt qua tất cả những cái phiền giận. Đó là khi chúng ta gặp một cái con người nào đó mà con người đó có những cái yếu tố như là thân thì làm việc không có dễ thương, miệng thì nói những chuyện không dễ thương, nhưng tâm thức của họ thì còn có chút dễ thương. Đối với những người như thế thì mình hãy quán chiếu để chúng ta không bị những cái phiền giận chi phối trong tâm thức của chính mình. Thưa quý vị, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái thí dụ như thế này. Ví dụ như là có một cái con người, họ đi từ đường xa, mệt mỏi, khát nước và họ cảm giác như là mình muốn chết tới nơi. Và thế là người ta vô tình gặp được một cái dấu chân trâu nơi cái đồng ruộng nọ. Thì trong của dấu chân trâu đó nó còn một ít nước thôi. Và người ta nghĩ được rằng nếu như bây giờ mình lấy tay mà mình gạt cái bụi ở trên cái nước kia ra đó, thì nó sẽ làm cho cái nước kia nó đục đi tại vì quá ít nước. Thế là người ta mới quỳ xuống, đưa hai tay của mình sát xuống ở phía dưới ngay chỗ cái dấu chân trâu kia. Và người ta cúi cái miệng mình thật sát xuống ở dưới cái dấu chân trâu đó. Và người ta thổi nhẹ cái lớp bụi đó cho nó đi qua một bên, rồi đưa cái miệng mình vào trong cái dấu chân trâu kia để người ta hút lấy cái nước ở trong cái dấu chân trâu ít ỏi đó mà có thể làm cho mình một chút đỡ khác. Thưa quý vị, cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta đó hết sức là sinh động. Miễn là chúng ta có thể dùng cái phương cách nào đó để đem đến cho mình một cái sự đỡ khác trên cái con đường mà giống như thể tuyệt vọng. Nếu như chúng ta có thể dùng cái phương cách là hạ mình thật sát xuống để chúng ta dùng cái miệng của mình để lấy một ít nước ở trong cái lỗ chân trâu kia để bổ sung cho cái cơ thể của mình để tiếp tục con đường phía trước mà chúng ta đi. Như thế thì sẽ mang lại cho mình sự an lạc ngay tại chỗ đó và duy trì cái sự sống của chúng ta tiếp tục. Thưa quý vị, trong cái dòng đời mà chúng ta tiếp xúc với con người trong thế gian này cũng như vậy. Có những con người, người ta hành động không có dễ thương và lời nói của họ không có dễ thương, nhưng mà tâm thức của họ còn có chút dễ thương. Thì mình hãy dùng cái phương pháp này để quán chiếu, để tâm thức của mình không có bị những cái hành động và lời nói kia tác động, mà mình hãy suy nghĩ tới những cái cung bậc mà người ta suy nghĩ ở trong lòng. Và những cái cung bậc thật tâm của chính họ sẽ mang lại cho mình sự thanh thản nhẹ nhàng. Mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này đều được cái quyền là tự do ngôn luận, được nhận xét, được phán đoán và được suy nghĩ một cách độc lập trên tư chất của mỗi con người của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều biết được rằng ai cũng có cái khả năng tự do của chính họ như thế cả. Có nghĩa là họ đối với mình, họ cũng có những cái yếu tố tự do để phán xét, để nhận định. Tuy nhiên, ở cái phương diện này, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là tự thân của mình nhìn nhận lấy những cái tâm hành của mình. Có nghĩa là tự thân của chúng ta khi đối diện với dòng đời, mình tiếp xúc với dòng đời và mình mang tất cả những cái yếu tố nhận xét dòng đời đó để đem vào ở bên trong của mỗi người chúng ta. Rồi tự ở bên trong mỗi người chúng ta sẽ có những cái nỗi niềm hạnh phúc hoặc không hạnh phúc trở ngược lại đối với những hành động hoặc lời nói hoặc ý nghĩ của người kia. Thế thì nếu mà người thông minh á, là khi họ đem vào tất cả những cái nhận xét ở bên ngoài vào thì họ phải lựa chọn, họ phải chọn lọc để nó đem vào trong người của mình có được sự an lành và hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà khi chúng ta tiếp xúc nên chọn cái tốt đẹp nhất của người kia, chắt lọc tất cả những cái gì của người kia để chúng ta đem vào trong cá nhân của mình sự an lạc và thảnh thơi tốt đẹp nhất từ cái người kia mang lại. Ở nơi đây có ba phương diện, đó là thân, khẩu và ý của người khác. Nếu như thân của họ làm việc không đúng, miệng của họ nói những lời không dễ thương, thì chúng ta nên chú ý tới cái ý nghĩ của họ. Thưa quý vị, tâm thức kia nó không có hình dáng, nhưng qua cái sự tiếp xúc lâu ngày và qua cái sự hành hoặc làm việc chung với nhau, chúng ta sẽ cảm thấy được rằng cái tâm hành của họ nó tốt hay là nó xấu. Đời sống của chúng ta 100 năm, nhưng mà nó cũng phải bắt đầu từ lúc này bây giờ. Nếu không có giây phút hiện tại bây giờ lúc này thì chúng ta sẽ không có 100 năm kia đâu. Nhưng mà rồi 100 năm hạnh phúc á, là bởi vì từng cái giây phút hiện tại này hạnh phúc. Nếu như giây phút hiện tại này không hạnh phúc thì 100 năm chúng ta đi qua dòng đời này cũng không có ý nghĩa gì hết thảy. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thảnh thơi nhẹ nhàng trên cái cung bậc tiếp xúc với cuộc sống và tìm thấy những cái chất liệu tốt đẹp nhất để bổ sung cho chính bản thân mình.
Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.